Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2019. Đến với bản tin hoạt thịnh đốn gồm có tin quan trọng trong ngày và phỏng vấn đặc biệt tìm hiểu về cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng hòa. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng hôm nay. Có phải Nguyễn Phú Trọng đang lâm bệnh? Nếu điều này là sự thật, có nghĩa rằng chia rẽ chính trị ngày càng sâu sắc trong việc tranh giành vị trí lãnh đạo vào năm 2021 trong tuần qua, truyền thông xã hội Việt Nam đã rộ lên tin tức Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam bị đưa vào bệnh viện hôm 14 tháng 4 và đến nay vẫn chưa thể xuất hiện trước công chúng. Một số bài báo trực tuyến nói rằng ông Trọng chỉ bị cảm cúm, trong khi nhiều người khác khẳng định ông bị đột quỵ hay xuất huyết não và đang nằm viện. Thậm chí một số người còn cho rằng ông Trọng bị ám sát bởi những người thuộc phe cánh của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoặc Trần Quốc Vượng đang giữ chức thường trực ban bí thư trung ương, phụ trách các công việc hàng ngày của đảng, một trong những vị trí quyền lực nhất ở Việt Nam. Các báo cáo đáng tin cậy hơn mô tả, ông Trọng được đưa vào bệnh viện chợ rẫy Sài Gòn hoặc đã bay sang Nhật để điều trị. Nếu tin tức được xác minh là đúng, điều đó cho thấy tình trạng ông Trọng đang rất nghiêm trọng. Carl Tyer, một chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, đã viết trong một tấm tắt ngắn rằng, theo nguồn tin cá nhân cho biết, ông Trọng đã phục hồi một phần. Nguyên nhân có thể là do đột quỵ, dẫn đến liệt một cánh tay. Ông Thayer diễn giải, sự việc của ông Trọng có thể liên can đến đấu đá chính trị trước thềm hội nghị trung ương lần tiếp theo, được dự tính tổ chức vào tháng 5. Các tin tức vẫn chưa được kiểm chứng. Truyền thông nhà nước đưa tin dài dạt, Internet và mạng xã hội được kiểm soát chặt chẽ. Và bình trạng của ông Trọng vẫn là một bí ẩn ở Việt Nam. Vào ngày 14 tháng 4, từ khóa Nguyễn Phú Trọng trở thành cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Việt Nam. Ông Trọng, trở thành Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011. 5 năm, năm đầu cầm quyền, ông Trọng đã bị lấn át vì sự cạnh tranh của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tại Đại hội Đảng lần thứ 12 năm 2016, ông Trọng đã thành lập một liên minh để xóa bỏ tham vọng quyền lực của Nguyễn Tấn Dũng và loại bỏ ông Dũng khỏi chức vụ. Sau khi quyền lực được củng cố, ông Trọng đã nỗ lực đưa ra chiến dịch chống tham nhũng để loại bỏ phe cánh của ông Dũng khỏi đảng. Ông Trọng đã tập trung quyền lực nhiều hơn từ khi ông trở thành chủ tịch nước vào cuối năm 2018 sau khi Trần Đại Quang qua đời vào tháng 9 năm ngoái. Tại thời điểm đó, báo chí lề đảng khá im lặng trước tình trạng sức khỏe của ông Trần Đại Quang nếu bất ngờ ông trọng bị loại khỏi quyền lực điều này có thể dẫn đến hỗn loạn chính trị một số nhà nghiên cứu phân tích rằng ông trọng muốn củng cố quyền lực theo con đường của tập cận bình giống như tập cận bình đã làm ở trung cộng ông trọng cũng sắp nhập chức vụ tổng thống và tổng bí thư đảng về tay một người các nhà phân tích giải thích ông trọng muốn tích cực hơn trong vấn đề ngoại giao với trung cộng tuy nhiên Hoa Kỳ hiện là một trong những đối tác thân thiết nhất với Việt Nam và muốn làm việc cùng với các quan chức dân sự, chứ không phải là những người thuộc bộ máy của đảng Cộng sản. Vào tháng 2, khi Hà Nội tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ Bắc Hàn, Tổng thống Donald Trump được cho là đã mời ông Trọng thăm Washington trong chuyến thăm cấp nhà nước vào cuối năm nay. Điều này đem đến một tiền lệ, trong khi ông Trọng là bí thư trung ương đảng Ông cũng là chủ tịch nước và do đó đem đến tiếng nói lớn cho đảng đối với những vấn đề ngoại giao. Tuy nhiên, nếu bình trạng của ông Trọng là thật, ông có thể sẽ phải từ chức và không thể thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước với Washington. Đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo của ông Trọng, Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 90 buộc các quan chức chính trị cao cấp phải vượt qua các bài kiểm tra sức khỏe để có thể tiếp tục Chức vụ. Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chính sách và Kinh tế Việt Nam, viết trên tờ Diplomat tuần trước. Quy định này được coi là một nỗ lực để đẩy Trần Đại Quang khỏi vị trí chủ tịch nước. Nhưng thật trớ trêu, giờ đây quy định này lại trở lại và cắn ông Trọng. Ông Giang cho biết ông Trọng có thể sẽ đề cử một người thân cận thay thế cho vị trí của mình. Nhưng điều này sẽ tạo ra nhiều bất ổn cho người kế nhiệm ông Trọng làm chủ tịch nước. Đáng chú ý là vào thời điểm Hội nghị Trung ương sắp bắt đầu và quyết định xem ai sẽ nắm quyền lãnh đạo vào năm 2021. Chuyển tiếp quyền lực chính trị là một giai đoạn xáo trộn và có khả năng gây bất ổn ở Việt Nam. Các phe cánh và bè phái của các chính trị già cao cấp chen lấn nhằm đưa các đồng minh của họ vào các ủy ban quyền lực quan trọng và bộ chính trị các cuộc đấu đá như vậy thường xảy ra ít nhất 2 năm trước một đại hội đảng khi các đại biểu tập hợp để bỏ phiếu bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ tiếp theo. Đại hội toàn quốc sắp tới sẽ diễn ra vào năm 2021 và bây giờ là thời điểm của các cuộc đấu đá. Tuy nhiên vẫn không thể chắc chắn ông Trọng sẽ từ chức vào năm 2021. Nếu ông Trọng muốn đưa các đồng minh cộng sản của ông nắm quyền cai trị sau khi ông nghỉ hưu thì giờ đây sức khỏe của ông có thể làm thất bại kế hoạch này. Các đối thủ chính trị của ông trọng có thể nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để chiếm lấy ưu thế chính trị. Nhiều chính trị gia cho rằng cần đẩy mạnh tự do kinh tế, đặc biệt là giải thể các doanh nghiệp nhà nước. Các chính trị gia khác mong muốn đặt quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ và một số người khác muốn thay đổi thể chế cai trị cộng sản trở nên dân chủ hơn các phe cánh của ông trọng đang nỗ lực để bảo đảm đảng sẽ không tan rã và quyền lực đảng sẽ không suy yếu khi đất nước trải qua những chuyển đổi kinh tế xã hội quan trọng bây giờ khi sức khỏe của ông trọng đang suy yếu các đồng minh của ông có thể sẽ bị tấn công và làm suy yếu quyền lực của ông đối với đảng cũng như có thể ảnh hưởng đến hướng đi chính trị và kinh tế của đất nước